mong muốn rồi đó. Bây giờ nhiều chạy nhiều. Chạy chân làm liều luôn. Trời mưa bên này. Mưa bên trung tâm bệnh. Tự nhiên con đó nó ráo ráo khoảnh. Quá anh đang đi lên xe đi về. Tôi sẽ bắt xuống này. Về không được. Nó về tắm luôn. Hoàn lắm. Chết em. Tới 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 kêu tới cầu anh Hào rồi. Cầu này cấm cung cấm xe tải. Nay chạy liều thì chiến thôi. Cảm giác thật là run các bác ạ. Nó mà hút vào thì chắc mất 500. Bỏ xe đi bộ. Ngày đi làm thì có 250. 500 là hết mấy ngày đi làm. Ô mưa trời luôn. Ôi mưa to lên. Giờ này là ông trời chưa rồi. Mưa to lên. Ô có chiếc xe tải đi ngược chiều chắc không sao. Kêu cấm xe tải xe ben mà lên được. Hảo ghê. Xe bao. Đây là xe bao. Bất chấp. Trời sáng dần cảm giác nó ớt lạnh. Cứ nói tới cuối đường cũng là hết mưa nha. Cuối đường là ra đường nó đi thoải mái rồi. Có chiếc này đó. Giờ nó dừng lại cái chỗ này để chuẩn bị trồng hoa tiếp này. Sắp tới mùa trồng hoa rồi. Đi mấy cái chỗ kia thấy nó vào chậu mấy cái cây cúc chén đó thầy. Nó vào chậu giờ nó sáng trưng đèn ra tối cả đêm đó. Ép để cho nó lên nè. Sao thấy có nhiều xe chớp 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 ấy. Dừng lại làm gì thế? Gần hết đường rồi. Lên người ơi. Ôi ôi hết mưa luôn. Trời ơi. Đèn vàng ấn cái đèn xanh phải quá. Ôi trời thương rồi. Hết đoạn đường cấm rồi. Mày quá, mày quá. Nhà nước được 2 lít dầu.